Thưa quý vị, vào thời điểm nghỉ hè không có người trông coi, các em học sinh phải theo ông bà cha mẹ đi bắt nghêu mỗi ngày hai lượt. Tranh thủ lúc chờ nước rút, các em hồn nhiên chơi đùa trên cát. Dù vui chơi là chính, nhưng trong số ấy cũng có không ít các em phải bám theo con nước rồng trong những ngày nghỉ hè để bắt nghêu phụ giúp cho gia đình đổi gạo. Vui với đi bắt ốc có tiền cho mẹ nữa. Con cảm thấy rất vui. Chợt chạy bước, chạy vô chòi trốn chút xíu ra bắt tiếp. Bán ít được có 50-60 kìa. Bữa nay con đi với ai? Đi với anh. Một ngày con đi mấy tiếng? 4 tiếng. Lớn lên con ước mơ con làm công việc gì? Công việc thợ hồ. Vào thời điểm này khoảng sau 3 giờ thì có hàng trăm người tập trung về bãi nghêu để bắt nghêu. Và trong số hàng trăm người đó thì cũng có đến vài trăm em nhỏ để cùng theo cha mẹ đi bắt nghêu trên bãi nghêu này. Đối với một số trẻ em nghèo vùng biển, những ngày nghỉ hè là dịp để các em bắt nghêu phụ giúp gia đình. Mùa này, nghêu bắt được chỉ là loại nhỏ. Nếu nhanh tay, mỗi em chỉ bắt được vài ký và mỗi ký bán được 15.000 đồng. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ em khác đi theo cha mẹ, ông bà với mục đích chỉ để vui chơi. Nó ham muốn chết rồi, nó ham đi biển đó. Rồi thấy nó đi cũng thấy tội nghiệp nó, mà cho nó ở nhà nó không chịu, ở nhà không có ai giữ. Tại vì mình không đi thì mình ở nhà mình giữ nó, thì mình đi, mình phải dắt nó đi. Nếu mình đi rồi bỏ ra nhà mình đến không an tâm nữa. Cha đi làm thì mẹ thì cũng đi luôn rồi. Ở nó nghỉ hè này mà nó ở, bỏ ra nhà mình ơi thì không an tâm, sợ nó đi tắm kinh, tắm gì. Sợ lắm, đi đâu thì dắt nó đi theo. Cháu đi thì cũng nắng đồ cũng cực lắm. Mà nói chung là cháu nội nó cũng học nó có lớp 1, lớp 2 rồi, nó nghỉ hè rồi. Bây giờ cũng phải đi biển bắt nghêu gian nan gì cũng dẫn cháu đi. Ở nhà không có ai trông nó. Nói chung bắt nghêu gì nhiều mình cũng bán kiếm tiền chút đỉnh đồ thì sợ. Ít thì một ký nửa ký rồi mình để ăn gì đó. Nhiều thì mình bán kiếm từng gạo đó. Do không có người trông coi nên các em được gia đình dẫn theo. Dù biết là khá vất vả, bởi một lần đi biển mất khoảng 4 giờ đồng hồ, dưới thời tiết nắng nóng, gió lớn hay mưa to là quá sức đối với tuổi của các em. Khi mình đi vất vả, mình chuẩn bị có tiền thì mua bánh để dành để đi theo, rồi lấy nước, rồi có cơm thì mình xách cơm theo, nếu cực quá thấy đi kiếm tiền thì mua, lấy tiền mua bánh cho ăn thôi, rồi xách nước theo, quần áo, sợ nó mưa. Giờ mùa này, bãi biển từ xã Vĩnh Gạch Đông, thành phố Bạc Liêu đến xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình đều tập trung rất đông người đi bắt nghêu cả buổi sáng và buổi chiều, có hôm lên đến cả ngàn người, trong số đó có đến vài trăm em nhỏ. Một sân chơi ngày hè cho trẻ em vùng nông thôn sâu, vùng biển thật sự là một bài toán khó của nhiều địa phương. Bởi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên các em nhỏ tuổi cũng không thể ở ngoài cuộc mưu sinh kiếm sống cùng cha mẹ. Những hình ảnh được vẽ vô tư trên cát, những trò chơi còn bỏ dở, ánh mắt nụ cười hồn nhiên gác lại để chăm chú theo từng động tác cào nghêu, tranh thủ thời gian để bắt được nhiều nghêu khi con nước lớn ùa về. Ngày hè của các em học sinh vùng biển là thế, vẫn hăm hở, vẫn hồn nhiên vui đùa trên cát, và ở đó các em có thể tìm được chút ít quà biển mang về cho gia đình.